Quý vị đã từng nghe danh và trị bệnh với Đông Y Sĩ Cảnh Thiên, nay xin giới thiệu 6 loại dược thảo đặc chế, công hiệu vô song của Đông Y Sĩ Cảnh Thiên. Trà thuốc Antico chuyên trị cao cholesterol trong máu. Thanh can tiêu độc chuyên trị ngứa da, bệnh chàm, vải nến. Antivirus B và C chuyên trị viêm gan virus B và C. Cần cốt hoàng chuyên trị đau lưng, đau thần kinh tọa. Cố thận hoàng chuyên trị người già, phụ nữ đi tiểu liên miên. Sapa chuyên trị đàn ông viêm sưng tiền liệt tuyến, tiểu són, tiểu khó. Đông Y Sĩ Cảnh Thiên còn bào chế hơn 60 loại đông dược khác, chữa lành hàng trăm chứng bệnh, công hiệu như thần, ai dùng cũng khen. Muốn order thuốc xin vào website www.hoadacanhthien.com. Có phần tiếng Anh và tiếng Việt, bấm nút xem cột bên tay trái để biết tên thuốc và tác dụng. Nên nhớ, tài sản quý nhất của đời người là sức khỏe. Muốn có sức khỏe, xin liên lạc Đông Y Sĩ Cảnh Thiên và nhà thuốc Hoa Đà ở số miễn phí 1877 495 0268. 1877 495 0268.